Xin chào năm mươi lượt hôm nay. Xin chào bạn nha. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Đấy các bạn ơi, hôm nay mình chuẩn bị rất là nhiều bánh bông lan các bạn này, các loại luôn bạn chưa? Wow. Bánh bông lan trứng muối này, bánh bông lan trà xanh này, bánh bông lan nho này, bánh bông lan ba màu này, rất là nhiều loại các bạn nhá. Wow. Siêu ngon. Thì các bạn ơi, hôm nay mình tiếp tục sơ đi thử thách người cuối cùng ngừng ăn bánh bông lan các bạn nhá. Wow, hình thức chơi nào nhỉ? Rồi, hình thức chơi ngày nay chúng ta bốc thăm vào bánh bông lan nào thì chúng ta phải ăn bánh bông lan đấy bạn nhá. Ví dụ bốc bông lan trà xanh thì sao phải ăn một cái bông lan trà xanh. Bông lan trứng muối nhỏ thì ăn trứng muối nhỏ, khổng lồ ăn khổng lồ, hiểu chưa? Hiểu rồi. Thế nào nhỉ? Phần thưởng mình trao người thắng cuộc sẽ là 5 triệu đồng các bạn nhá. Đấy, hình phạt thì các bạn ơi, tôi hôm nay bắt chống đẩy 50 cái các bạn nhá. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Các bạn thấy video mình hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình nhá. Bây giờ người chơi ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Ai bốc trước đây? Em đi anh ơi. Ai bốc rồi anh ơi. Phải ăn thôi các bạn. Ôi, ai bốc chả phải ăn. Bạn nghĩ cho ngọt thôi. Ăn gì đây? Bông lan trà xanh các bạn ơi. Bông lan trà bông các bạn ơi. Rồi, bông lan trà bông. Bông lan trứng muối các bạn ơi. Rồi. Bông lan Trung Quốc. Ok. Các bạn ơi, bông lan trà xanh các bạn nha. Wow. Siêu to khổng lồ. Xin. Bông biển. Bông biển đấy. Bông lan trứng muối các bạn này. Bánh xì ngon đấy. Anh ở tiểu bánh rồi. Bánh ơi, bạn đổi hộ ra. Hậu là bông lan trà bông các bạn nha. Ok, của mình ngon các bạn ạ. Có trà bông các bạn nha. Bạn không cần hiểu. Rồi, của Khánh là bông lan Trung Quốc các bạn ạ. Đấy, bất kỳ. Anh xin anh nhá. Các bạn cái này bé tí mình ăn mấy miếng là hết rồi các bạn. Các bạn ơi, mình cầm cả cái mình ăn nhưng là vì phải thi hả các bạn. Thôi, bánh thơ ơi, đổi đi. Cả cái luôn. Đổi đi bạn. Đổi á. Này. Thôi. Không. Đấy, Khánh mà đổi, họ cho đổi luôn các bạn ạ. Nhưng mà các bạn nhá. Thôi, các bạn nhá. Có mình ngon lắm. Ui, các bạn nhá, bên tao là toàn kem luôn. Ui. Các bạn ơi, của mình có lớp sữa gì ở giữa ăn vậy á. Có Khánh ạ, có viên ăn như nào? Các bạn ơi, các bạn ơi. Ở bên ngoài có trà xanh nhá, bên trong là có một ớt kem nữa. Đấy, bạn. Không phải có trứng ẩm mà có bột canh. Có phải bột canh, cái này trứng ẩm ấy các bạn. Ăn được á? Không ăn được. Ăn là chết luôn các bạn. Rồi, đưa đây. Bung lan các bạn. Khánh không phép các bạn ạ. Các bạn ơi, hôm nay ai là người cuối cùng ăn bánh bông lan thì sẽ được phần thưởng của mình các bạn nhá. Các bạn, bánh này nó không ngấy các bạn nhá. Các bạn, cái mùi trà xanh của mình nó mát thật các bạn. Ăn rất mát luôn. Cố lên. Các bạn ơi, cái này mùi kinh kinh các bạn. Ê, phô mai. Nó ăn như thế nào? Nó mùi nó kinh kinh các bạn. Kinh kinh nó như nào? Kinh kinh nó mùi các bạn nhá. Nó tanh tanh ấy các bạn. Rồi, bánh bông lan Trung Quốc các bạn là nhìn nó đẹp, nó hấp dẫn lắm các bạn nhá. Ừ, các bạn nhìn nhá. Lớp kem bên trong đầy luôn. Ở mình có phô mai các bạn. Rồi. Cả phô mai. À. Của mình ở giữa này nó có nhân cái kem sữa các bạn, ăn béo thật. Trà bông ngon. Ủa với trứng muối ngon. Đấy, có bánh là bánh bông lan trứng muối ngon các bạn nhỉ. Riêng cái của mình ăn mà rất mát các bạn, của mình kinh lắm các bạn. Ngửi mùi không muốn ăn các bạn. Thế á? Kinh lắm. Thơm này kinh. Kinh. Ui. Rồi, anh chịu thua chưa? Anh chịu thua chưa? Chưa anh ơi. Rồi, cố lên. Cố lên. Mình còn nửa cái nha các bạn. Rồi. Cái bông lan này to à các bạn ạ? To à các bạn. Ăn nó mềm. Nhưng mà ăn rất là nhiều là rất ngấy á. Ui, cái này một cái này phải một cân đấy các bạn. Cái này còn mình có sữa bên trong các bạn. Rồi. Thế ngọt hết bảo nó kinh. Thế bảo nó kinh. Có sữa ngọt hết bảo kinh. Đấy các bạn ơi, nhìn ăn bánh bông lan ngon các bạn nhờ. Phải ngưng mẹ thật các bạn. Bánh sắp hết chưa? Em hết rồi ạ. Đấy, của Bách là bông lan trứng muối các bạn nhá. Nó có quả trứng muối nên là nó hơi bị mùi mùi nhỉ. Vâng. Bạn ơi, ngon tuyệt vời. Lần đầu tiên ăn là bánh trà xanh nữa các bạn. Rồi. Các bạn có màu xanh, màu trắng với màu hồng các bạn. Các bạn này của mình này, các bạn nhìn có lớp sữa ở đây các bạn nhá. Mấy lớp liền, 3 lớp liền. Đấy, trà bông trên đỉnh ngon. Các bạn ơi, thôi mình nghỉ để mấy bạn kia ăn hết mình ăn vậy. Rồi. Ăn đi. Nhưng mà gì cũng chả ăn gì. Cố lên. Các bạn ơi, bạn đuổi không? Đuổi luôn. Rất đuổi. Còn lâu quá. Anh mà bảo với mình là đuổi, mình đuổi luôn. Thật. Mệt ngu, muốn mệt đuổi, ngu. Đứa bảo là đuổi em, bảo sẽ nghe anh. Ê, nhìn cái ăn ngon nhỉ bạn. Ăn được vừa. Bánh bông lan trà xanh nó màu rất là đẹp. Ăn mà có vỏ ngoài vừa mát nữa. Bạn cố lên nhá, mấy bạn cố lên nhá.
Rất đơn giản. Rằng một, bọn người ở vũ. Bạn ăn hết đi. Các bạn ơi, cái này tôi bảo phết rồi các bạn. Các bạn ơi, mình nằm mình nữa bạn nhá. Bạn ơi, hình như bạn rong bạn ở vũ mình khác. Đúng rồi. Cố lên. Các bạn ơi, mình nghĩ cái này ngon nhất các bạn. Nó có nước bên trong các bạn nhá. Nước ở bên ngoài. Cho Khánh miếng. Cho Khánh thử miếng các bạn nhá. Để ăn đi. Cho hẳn nhiều nước luôn. Rồi. Phải hám không? Hám không? Mồm cưng thế. Thôi các bạn ơi. Nó ăn ngon trời các bạn, nó có vị nhuyễn nhuyễn vương thơm vậy nhá. Nhuyễn nhuyễn vương thơm gì hả? Các bạn mình cầm mạnh quá rồi. Nó kèm nó bắn ra ngoài, ngoài luôn bạn. Rồi. Cố lên, cái của mình nhiều sữa quá các bạn. Các bạn đây là giữa ông thọ nó thơm các bạn. Ngậy. Nó béo các bạn. Đấy các bạn ơi, các bạn ăn cái bánh bông lan này nó ngấy các bạn nhá. Đấy, ăn không ăn được nhiều đâu. Rất là ngấy luôn. Cố lên. Đấy. Thứ ba ơi, cố lên. Wow. Bạn hết chưa? Ăn ngon luôn. Các bác, bạn hết chưa? Bạn hết chưa? Yêu cười hết rồi ạ. Rồi, bạn sắp hết rồi. Mình thử ăn riêng lớp kem mắt các bạn. Các bạn ơi, mình ăn nuốt bạn cái hỏi ý mình nghẹn các bạn. Lớp kem thơm và mềm mềm. Nếu mà mình trả lời là mình nghẹn. Rồi ăn cái này nó khác được không? Có ngon ạ. Mong tí nữa mình vào vòng thứ hai mình vào nước các bạn. Mong vòng hai mình vào nước ngọt các bạn. Làm hấp nước cho nó mát các bạn. Cho phần sau mình vào nước thật các bạn. Ngồi vào nước. Cố lên. Đấy có nước ngọt các bạn nhá. Các bạn ơi, thôi mình chốt các bạn nhá. Rồi. Anh chốt rồi các bạn nhá. Hết rồi nhá. Mình cũng chốt luôn các bạn. Rồi. Ăn một cái là bụng cũng vơi vơi các bạn. Cố lên. Wow. Wow. Thôi chưa bác ơi. Bác chỉ vét cho bác ơi. Được sữa các bạn nha. Được sữa hả? Các bạn của mình được sữa quá. Nhưng mà mất cả hộp đó bạn. Đâu, đâu đây cho bạn xem nào. Đây, đây, đây. Rồi. Có ai nhìn thua chưa? Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Anh bốc ê. Có cái gì chẳng ăn. Cái gì mà chẳng ấy ăn các bạn ạ. Nước nối các thứ đâu hết rồi. Có cái gì. Bông lan sô-cô-la các bạn ạ. Bông lan sô-cô-la. Cái gì đây. Bông lan Trung Quốc các bạn ơi. Bông lan Việt Quốc các bạn ơi. Nước ngọt. Các bạn ơi, nước ngọt các bạn nha. Ok. Các bạn ơi, bông lan sô-cô-la của ai nhờ? Của anh nhờ. Wow. Đấy. Bông lan Việt Quốc của ai nhờ? Của em. Rồi. Gì đỏ thôi. Bông lan Trung Quốc là của Việt Nam. Bánh may các bạn ạ, nước ngọt, Coca Cola. Được nước ngọt các bạn nhá. Các bạn ơi, rắn thật, bông lan này rắn đấy. Rắn được cái trước của mình ăn các bạn nhá. Bọn mình cay các bạn ạ. Các bạn ơi, nhưng mà Coca này có ga các bạn ạ. Mình lần đầu tiên thử bông lan Trung Quốc ấy các bạn ạ. Các bạn ơi, sô cô la này vị nó không ngọt bằng cái trước của mình ăn các bạn ạ. Cái trước của mình ăn nó có sữa ui khé cổ. Các bạn ơi, đây có gì Việt Quốc các bạn ạ. Mình thử tách bên trong Trung Quốc có gì nữa. Có đúng có cái nịt các bạn ạ. Máy ngon các bạn ạ. Mời các bạn nhá. Rồi. Ngon không? À, ngon các bạn, thơm. Toàn mùi trứng luôn. Thế các bạn ơi, vừa đấy Khánh ăn lại không ngon à? Không, các không. Bạn đấy là Khánh ăn khác. Vừa lại mình ăn khác vị các bạn. Với lại các bạn ơi. Khác vị. Cái bánh này của mình các bạn ạ, người ta trộn sô cô la vào cái bông lan này sao các bạn ạ? Ăn thơm thật. Mấy bạn ơi, mấy bạn uống nước không? Uống thèm. Đấy các bạn thấy chưa? Anh cuộn cuộn ui như tấm chiếu luôn. Hay thật. Các bạn ơi. Các bạn ơi, quán ơi nhìn như bị cậy. Bạn anh ơi. Các bạn ơi. Bạn riêng, ra đi. Riêng mà Khánh mà uống nước nhiều nó tí no cả lắm, không ăn được bánh không luôn. Không no đâu các bạn. Đúng rồi. Uống nước nhiều mà ăn bánh là nhiều ngân nhanh. Ui là nhiều ngọt thế nhớ. Đấy các bạn ơi, nếu mà ăn độc bánh bông lan không thì rất là khát nước các bạn nhé. Nhưng các bạn, nhưng mà bánh bông lan lại uống nước vào kèm ấy, bên trong bụng nó nở các bạn ạ. Các bạn ơi, mình còn nửa chai các bạn nhá. Của mình người ta kẹp với cái gì kem tươi nào ạ, ăn kéo. Ở bên trong có hạt đấy. Có hạt gì đấy? Các bạn biết hạt mình ít kìa. Rồi. Hạt các hạt vượt quất. Đấy, Khánh làm sao đấy? Các bạn ơi. Chai này nhìn nhiều phết các bạn, lít nước đâu đùa đâu. Làm gì đến 1 lít. Cái ấy rồi, 300 mấy mưu. Chưa đến nửa lít, 1 lít. Đúng
miễn còn một miếng các bạn nhá. Nửa cái các bạn ạ. Nói chung là bánh bông lan này ăn chỉ béo thôi các bạn ạ, ngấy thôi, còn loa là có loa vào có loa đấy, loa các bạn. Còn ngấy nữa các bạn. Cái bánh bông lan này chả có cái kem hay gì cả các bạn, riêng là cái ăn vào thì có nó ngọt ngọt, có mùi trứng rồi. Bạn biết này. Ừ. Bánh ngon không bạn? Tất nhiên là ngon rồi. Em bánh lại ngon. Rồi. Bánh của mình đặc các bạn. Các bạn, mình ở phát các bạn. Khánh nghe chưa? Chưa anh ơi, còn ít thôi anh ạ. Rồi. Bạn bé này, bạn nhấy bạn ra đi. Ui, bạch. Bánh ngon mồm ra. Mồm các bạn. Biết chắc là mồm bách hả to hết cỡ. Các bạn mình à cho bạn xem nhá. Trong mồm các bạn nhá. Rồi. Mình tưởng là Khánh hết chai đấy rồi cơ, loan đấy rồi các bạn ạ. Rượu tao mình à. Vả mặt không vỡ. Đấy. Đây là bánh bông lan các bạn nhá. Trận chiến bánh bông lan. Cái này nó mềm các bạn. Mày mèo cái nó cứng gắp. Cứng lên. Ai mềm. Rồi. Có bánh là cái bánh bông lan này Việt Quất, mùi nó đặc trưng các bạn ạ. Mùi Việt Quất anh ngon. Ai à, bên trong có cả Việt Quất nữa cơ. Đang đẹp quá gì. Cái bánh này của mình cảm giác nó đặc hơn cái trước các bạn. Cái bông lan các bạn cái trước ăn tốt hơn. Bác Bách ăn bẩn mờ các bạn nhỉ. Thôi các bạn, mình chốt luôn nha, cái của mình nhỏ đấy các bạn. Rồi. Em thật các bạn. Viện hết rồi các bạn nhá. Bạn nói ăn bẩn, bạn nói gì khác. Ôi, tớ đang uống nước mà bạn. Uống nước anh đang uống nước. Rồi. Nước nó sợ hết. Anh nói gì mình chả nghe thấy các bạn ạ. Đúng rồi. Anh dậy mồm quá. Các bạn, mình chốt các bạn nhá. Rồi. Cố lên. Wow. Nghe các bạn nhá. Ok. Đủ rồi, nướng đi. Tí lau đi. Khánh uống đồ cẩn thận, đọc uống nước không mà nó rớt đầy đấy ạ. Nhưng mà mình cũng vẫn như bạn Bách các bạn. Bởi hơi chê bách bẩn các bạn nhỉ. Đọc có uống nước mà bị rớt. Chê mình bẩn. Thế bạn ăn bạn khác gì tớ đâu. Rồi cố lên. Cố lên. Cố lên mấy bạn ơi. Vòng thứ hai mà. Mình nhìn cái của Bách này ngon đấy các bạn. Có ngon luôn. Có quả Việt Quất nữa này. Quả bán hậu mới ngon hơn. Ở mình là Việt Sô ra các bạn nhá. Cứng. Rồi. Bách cố lên. Đấy. Bách ăn cả ra cái nào. Ngon anh ạ. Cái gì? Ngon. Ngon. Ngon đấy, ngon 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 các bạn. Bách kể nói gì cơ. Của mình các bạn có sô la ăn nó vị ngon thật, ngọt. Đây là lớp giữa lớp kem tươi nữa. Rồi nhanh lên đi. Các bạn mình thử miếng xem có ngọt không. Hái cơ các bác ạ. Hái cơ một hết cơ. Ai ăn cũng bẩn. Này. Để xin nhá. Mình cho Khánh các bạn nhá. Rồi chốt đi. Cái kem này nó ngợi ngợi các bạn. Các bạn riêng tính Khánh Mường mà nhìn người ta ăn thì không ở yên được, cũng phải xin xỏ để ăn các bạn. Rồi cố lên. Làm chục kem mà nó ngợi ngợi. Kem trong kiểu bánh kem bánh sinh nhật ấy. Chốt chưa? Chốt rồi à. Rồi. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Rồi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy. Ai bốc trước đây? Ai bốc trước thì không được. Phải ăn là ai bốc trước. Mình chẳng phải. Mình chẳng phải ăn các bạn nhỉ. Đừng gọi đồ khăn nước quá. Rồi viện lên nhanh lên. Nước ngọt đây. Bông lan mứt các bạn ơi. Bông lan mứt. Ui ba màu rồi. Em dơ lên. Bông lan Trung Quốc. Rồi. Bông lan ba màu các bạn ơi. Bông lan trứng muối. Ok. Rồi các bạn ơi. Wow. Nghĩa là bông lan trứng muối bạn này. Có bạn viết ngon đấy. Dụng ích này cháu ạ viết đấy. Bông lan ba màu luôn. Ê. Wow. Ê. Cái chắc thơm lắm bạn nhỉ. Ý. Họ bông lan mứt các bạn nhá. Đen các bạn ạ. Toàn bánh tô à. Rồi bông lan Trung Quốc. Cái ngon là mọi hậu. Đấy Khánh bông lan Trung Quốc. Mời các bạn nhá. Mình thử tí ruốc cho các bạn ạ. Các bạn ơi các bạn nhá. Mình thứ hai hả? Mình ăn cái này mình cũng đen các bạn. Mình toàn bánh tô à của mình. Mời tất cả các bạn ăn của mình nhá. Cái này đỏ các bạn nhở. Mời các bạn nhá. Cái này đỏ thật các bạn ạ. Các bạn bên trên này có một lớp dứa ngon phết. Đâu các bạn cũng ăn bánh trứng muối này cũng ngon các bạn. Cái bánh bông lan của mình ăn nó cũng dựa cái bánh bông lan trước sô cô la các bạn. Rồi. Bánh bông lan. Bánh bông lan này vị gì đấy? Này cái gói trông ẩm các bạn. Vị là giống vị xoài đấy ạ. À rồi. Giống vị xoài nhưng mà mình này có vị xưa bên trong các bạn nhá. Là vị dứa. Nhưng mà có ngon không? Ngon.
Các bạn, lần hai ngon hơn lần đầu ạ. Rồi. Nhưng khác biệt đâu, vẫn cái cũ mà. Cái là mấy bông lan này? Hai rồi anh ạ. Toàn bông lan Trung Quốc phải không? Các bạn Trung Quốc, cánh này may học. Cánh này may thế. Lon nước nữa nhờ. Mình ba bông lan toàn như này luôn. Rồi, hậu rất là đen. Bọn có đánh bông lan mình chỉ có bên trong một lớp sứa, bên trên một lớp sứa với ruốc với trứng muối, bên dưới là kiểu làm bằng bột đấy trứng rồi các bạn. Bánh bông lan này mình có sứa các bạn nhỉ? Có đây này. Có đây, con kia có một ướp đây. Bạn đổi không? Đâu? Đấy. Rồi. Đấy các bạn ơi. Bách nói bắn ra ngoài. Ăn đến giờ này thế nào rồi? Đúng hơn ngấy rồi anh ạ. Em ngọt phết này. Hậu ăn ba cái to liền các bạn nhá. Các bạn, mình tiêu bằng gì các bạn nhá. Rồi. Còn đây á, khánh hôm nay rồi. Khánh hôm nay đỏ phết các bạn. Cố lên. Ừ, còn nửa hộp mắt mà. Các bạn ăn lên. Và các bạn cũng ăn hai vạn. Máy sướng để bông lan ăn ba vị liên tiếp liền. Hồng phúc. Vị gì đấy? Đấy. Ê, vị trái xay nhỉ ạ. Rồi. Dâu. 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 Đấy. Đánh từ đời chưa hết các bạn ạ. Có ba mà có rửa các bạn ạ. Rồi bánh bông lan này ăn nó mềm mại các bạn ạ. Các bạn hình như đây là cái phô mai rồi các bạn. Phô mai. Ngon phức. Cố lên. Có bạn biết hết chưa? Em sắp hết anh ạ. Rồi. Còn gần nửa hộp nữa thôi các bạn ạ. Bà Bi ơi. Dạ. Cố lên đánh đó bay thằng Khánh vừa ra ngoài. Mấy bạn còn lâu mới chửi gì các bạn nhỉ? Thằng nó liên tục rồi. Ăn cái bánh là khô hả các bạn? Nhẹ. Bạn Bi ơi, cái của bạn có ngon không? Tuyệt vời. À. Cố lên. Nó những vân bánh đẹp các bạn nhỉ? Bạn. Và sữa các bạn ạ. Rồi. Cũng có sữa ngon nữa gì nữa. Các bạn. Còn một tí mình tới phụ ăn, mình ăn coi nhá. Ừ, ăn đi, ăn các bạn à. Chưa có đối thủ nữa. Ăn luôn, chờ các bạn nhỉ. Lên nhẹ các bạn. Một tí là họ nhảy lên. Các bạn ăn mình cũng phải nương các bạn nhỉ. Bạn bách mới là đương các bạn. Nhưng mà chờ... Nương rắn luôn các bạn. Nhưng mà chờ đối thủ xong như thế là mình là ăn chậm nhất. Các bạn là chính mình đúng một phát hết luôn các bạn. Một đứa người to có lời. Thấy không? Ồ, oh, bạn hãy cho tớ xin miếng bé bé nè. Đây, miếng bé bé, đây. Rồi. Ừ. Các bạn có bao có mùi mùi quế có khác các bạn. Mùi quế á? Mùi gì? Quế. Rồi, tại sao đấy? Mùi quế, mùi giờ đó các bạn. Rồi, không ăn được chịu thua nhá. Quên các bạn, đây là bóng bánh bông lan các bạn nhá. Chẳng lẽ bóng mùi quế. Áo đó đấy. Chưa nghe được nó đập chết. Chưa nghe được ạ. Anh ngay khỏe. Các bạn đánh sợ gì các bạn? Bối, chẳng có ăn. Đáng sợ gì các bạn? Không sợ. Không sợ. Thế quá ẩm cấp rồi. Mùi quế. Rồi, mình ăn bánh vị dâu các bạn nha. Các bạn không nhận ăn nhiều ngấy được các bạn. Khô, khám nước. Các bạn. Mình làm những nữa xong mình chơi thủ tiếp các bạn nhá. Rồi. Cánh rất may các bạn ạ. Cái bánh bông lan Trung Quốc của nó bé các bạn nhá. Còn mình bé tí luôn các bạn. Mấy vòng lên bóc vào cái bé các bạn nhá. Cái trứng muối cuối cùng. Đấy, cái trứng muối cuối cùng. Hạt trứng muối ăn nó như nào? Ăn nó kiểu bở bở anh ạ. Em mùi em. Nó như thế nào? Phung thủm nhỉ? Phung thủm. Em nói cho trứng muối mình không ăn được các bạn. Quả trứng muối ghê lắm. Mình không thích ăn trứng muối đâu. Các bạn ơi, mình cũng ăn được trứng muối đâu các bạn. Rồi, cố lên. Đấy. Tôi ăn cái bốc vào bốc này anh các bạn. Đúng còn miếng cuối thôi các bạn. Rồi. Cầm tay luôn. Đánh hết đi. Bạn đang chốt bạn nhé. Bạn đang chốt luôn các bạn ạ. Rồi. Hậu sắp hết rồi các bạn nhá. Mình hết nha này, có miếng ở trong tay rồi các bạn. Rồi. Chốt luôn. Cố lên. Các bạn. Bạn Bách nhấy rồi các bạn. Nhiều kem nữa rồi. Nhấy không bạn Bách? Không. À chừng nhấy. Nhiều kem. Rồi cố lên, nhanh lên. Rồi Bách hết rồi. Mình theo các bạn nhá. Rồi. Quá nhiều thua chưa? Yeah. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng.
Ai bốc tham chưa đây? Trước đi anh ơi. Ai bốc bọn chẳng phải ăn thôi các bạn. Mình đen quá các bạn. Nước ngọt đó ở đâu? Nước ngọt ở đây. Nước ngọt ở đây chứ ở đâu? Mình ngọt nước ngọt nào các bạn ơi. Lại bông lan mứt nữa các bạn ạ. Bông lan mứt. Bông lan Trung Quốc. Ôi sao mình may thế các bạn. Nhưng mới không mơ các bạn ơi. Bách các bạn này. Bông lan trứng muối khổng lồ. Quá thật đấy. Bách ra là cái chắc này các bạn. Ở kia luôn. Mời anh xin. Bách ngon nhỉ các bạn nhỉ. Ngon. Viết nước ngọt các bạn nhá. Ui tuyệt vời quá. Là cả nước. Đấy của Hậu là bông lan mứt các bạn ạ. Mình 4 cái to đùng rồi các bạn ạ. Sợ thật. Hậu 4 cái rồi các bạn nhá. Đây bông lan Trung Quốc cái của Khánh. Các bạn mình 3 vòng cái này các bạn. 3 vòng tiếp bạn nhá. Ui mình không biết mình có thọ nào không bạn nhé. Các bạn nhá. Có bạn mà các bạn nhá. Uống nước ra sớm là gì mà. Uống nước ra sớm mình đang khát nước này mà uống nước ra sớm. Mình mời các bạn nhá. Rồi. Của bác ngoan đấy. Của bác ngoan đấy. Phô mai. Được rồi. Bác ngoan đấy. Phô mai trứng muối các kiểu ngon đấy. Ruốc để nhiều ruốc thế. Bạn ăn không? Không thèm. Đang khát nước bác mình uống được nước. Bạn vừa thôi. Rồi nhanh lên. Khánh vừa ngay đỏ hạt. Tớ làm gì em một bạn bảo trứng khôn. Đấy, viễn vòng này được uống nước ngọt ngon nha. Tuyệt vời các bạn ạ. Nhưng mà mình sợ uống nước nhiều kiểu bánh nở ấy. Rồi. Nước bánh nó no. Mời tất cả các bạn nhá. Đấy, cánh ăn vị gì đấy? Các bạn anh nhìn giống như mùi quế các bạn. Lắm mùi quế. Lắm mùi. Đấy vừa mùi quế vừa là mùi quế rồi nhưng mà. Cố lên. Các bạn nó chưa có tí kem mà các bạn ạ. Nói em phải chung với anh đúng ghê chứ. Đúng không? Đúng. Nhâu bạn Hậu ạ. Bà bé bạn ra chưa? Còn lâu. Mình hết nửa lon rồi các bạn. Mình khô quá. Uống nước gì nhanh lắm bạn ạ. Nò rồi các bạn. Cái hình như Pepsi sao bạn nhỉ? Pepsi các bạn. Đúng rồi. Pepsi đấy. Nhưng mà các bạn uống nước nhiều nó nò thật. Cố lên. Có ga nữa. Đấy, miễn là giờ là cũng may rồi các bạn ạ. Vừa ăn khô giờ đủ nước. Nhưng mà uống nước nhiều đánh mà. Đánh bách thì cái bông lan khổng lồ luôn các bạn ạ. Trời tướng vàng. Khả năng vòng này bách đi rồi các bạn ạ. Ẳng là có chắc rồi các bạn. Ẳng là cái chắc rồi. Bệnh ngó mà các bạn, nhưng mà cố gắng vậy nhá. Rồi. Bạn cố lên. Bạn họ ngon chưa? Là phê. Đấy, họ ăn bánh bông lan như nào ấy? Sao bạn bảo cứ ăn sớm? Bánh của mình các bạn nó không có kem các bạn, hình như là có bánh bông lan sao ấy, ăn khô á. Không ngon. Nếu mà không có kem thì là ăn không ngon. Các bạn, bánh bông lan không ngon thật các bạn, mình cứ ăn các bạn. Đấy, bánh bông lan hơi bị ngon luôn đấy các bạn ạ. Ngon, bảo nó không ngon các bạn nhỉ. Lòng nước mình bạn anh ơi lên. Cố lên mấy bạn ơi. Từ đời là chưa hết được một nửa cái các bạn ạ. Mày khổng lồ quá. Cái khổng lồ to à. Mày kỳ đen. Bạn biết à? Yeah. Bạn không phải đợi bạn thuốc đi. Cái gì cũng phải từ từ các bạn nhở. Rồi. Ăn tận 3 cái bánh rồi giờ cũng hơi nò à. Kèm theo lon nước nữa. Đúng rồi. Cũng từ từ các bạn à. Bình tĩnh. Rồi. Bánh còn dư hương mà các bạn. Cố lên. Bạn, tôi mừng cờ mấy bạn này ăn gần hết vì các bạn nhá. Rồi. Cố lên mấy bạn ơi. Cố lên Bách, cố lên. Mình chắc hai hộp nữa hết rồi các bạn. Viễn vẫn chưa hết à? Rồi, mình nó ăn rồi. Đấy. Đưa xuống rồi. Đúng rồi, ra đi, ai bắt ăn rồi. Đúng rồi, ra đi. Đấy các bạn ơi. Đến vòng này là cũng người chơi chúng ta là lo đấy các bạn ạ, lưng lửng rồi đấy. Mình chốt lo nước mình luôn. Ở đây có Khánh là may nhất các bạn ạ. Chưa vào khủng lô nào các bạn ạ. Chưa vào cái to nào, toàn bánh bông lan Trung Quốc. Không biết là hôm nay là sao Trung Quốc nó lại hết nha các bạn ơi. Rồi, viết Khánh hết nha. À, viết hết nha. Tại mình Khánh hết sổ xấu Trung Quốc mà. Các bạn ơi, hôm nay mình mặc áo thu đông nên nó mày. Đỏ các bạn ạ. Nó đỏ đúng không? Đỏ. Rồi. Mình còn mặc cả áo con mũ sao không đỏ mà được. Cố lên. Đây này các bạn nha, mình có 3 màu này, mình đỏ là cái chắc rồi các bạn. Áo len mà. Bách ăn cái trứng muối ghê. Riêng mà trứng muối là mình không ăn được. Ăn được, vẫn nuốt được mà. Nhưng mà kiểu hơi kinh các bạn. Đúng rồi, nói cũng kinh. Mình cũng thế các bạn, mình không ăn cái trứng muối này các bạn. Mệt ngó phết các bạn. Rồi, Bách đây đi. Bỏ tí mà mãi không hết các bạn ạ. Nhưng mà trứng muối thì ai cũng ăn được. Nhưng mà các bạn ơi, công nhận là cái của Bách nó to à các bạn ạ.
Anh chốt đi. Ba mình chốt nến nữa xong mình chờ các bạn nhá. Rồi. Ăn nữa luôn đi. Không phải chờ. Bà hộ cố lên, bà hộ ơi. Thôi ăn cố ăn, mình ăn rồi hết rồi các bạn nhá. Bởi vì bà cái... ơi, bạn thua đi. Cái của anh hậu nó kèm ăn hơi khó. Nhìn mình biết. Oh. Rồi, cố lên. Đấy. Ồ, có bác có cả ruốc các bạn. Rồi, đây bác có cả ruốc với trứng các bạn chưa? Trứng phô mai các bạn. Nó đầy đủ hết. Ngon thế, cố lên bạn ơi. Bên trên có một lớp sứa nó ngon thế, phải cố mà ăn hết đi anh ạ. Wow. Nghẹn bạn tí chết. Bác sao rồi, chuẩn bị ra cái chắc rồi. Đấy, ra làm sao được? Cắt sửa đắp bộ một trình rồi các bạn. Gái đầu thì tóc là dục ngay. Gái vừa là dục tóc. Bây giờ gọi bà Bách là hói các bạn. Rồi cái chốt đi. Các bạn mình chốt bạn nhá. Rồi cánh hết rồi. Cố lên. Vâng. Rồi mấy quả trứng ăn kia không ăn đi để phí cánh hết rồi nhá. Hai cậu nói thế thì lấy cho anh Hậu ăn cũng được mà nói không. Mình lo lắm mà không mình bà ăn bác bác tôi có xương quả trứng mà về ăn đi ăn đi ăn thử quả trứng các bạn. Rồi nói như nào thế nào ngon không bột tuyệt các bạn ngon như trứng gà còn bị ra các bạn như trứng gà ăn được các bạn. Thôi mình sẽ ăn hộ một quả trứng rồi các bạn. Cố lên. Ăn hết bạn nhá. Rồi Hậu hết nhá. Rồi mình Bách thủy cho các bạn ạ. Bách nhanh lên Bách ơi. Còn tận nửa cái. Bách sao chịu thua chưa? Cầm lên gập đôi vào và ăn. Rồi sao đầu rồi sao đầu các bạn. Đừng rụt tóc. Anh ngươi bây giờ các bạn. Cố lên. Ê ngươi. Sao? Em đi thua rồi. Em nhỏ lắm thì vừa người ấy nhỉ. Rồi, thì Bách đi ra đi. Bách kém quá còn đấy, còn 3 người các bạn ạ. 3 người có ai chịu luôn chưa? Chưa. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Em bốc trước đây rồi. Ok. Em bốc trước đây anh này. Rồi, họ bốc đi. Đang vào cái gì đây các bạn ơi, đen thật. Bông lan ba màu các bạn ơi. Bông lan ba màu. Nước ngọt các bạn ơi. Khái lại nước ngọt. Mình đen quá bạn ạ. Bông lan trứng muối khổng lồ. Rồi. Vòng này là Hậu nhá. Bông lan trứng muối khổng lồ. Quát lại đen rồi. Đen quá bạn ạ. Chắc rồi. Rồi, bông lan ba màu của ai nhỉ? Của em anh ơi. Rồi. Khái lại nước ngọt. Nước ngọt, nước ngọt các bạn ạ. Thề, Khánh rất là may các bạn ạ. Khánh vừa nay đỏ thật. Mình toàn bánh tô à các bạn ạ. Là còn đây toàn Khánh thắng rồi các bạn ạ. Các bạn ạ, hình như đây là bị xoài các bạn ạ. Bà Hậu ơi, bạn mình người ta mới xoài. Hai miếng rồi tớ cho cục nước uống này. Và các bạn bị uống nước các bạn ạ. Xoài thơm á. Phết đấy các bạn, không phải đua đâu các bạn nhá. Mình lo phết rồi các bạn. Mình cũng hơi mỏ. Mình sẽ cố các bạn nhá, không nhớ hết thì thôi các bạn. Các bạn coca nó có gà các bạn. Đây là chắc là dâu, chắc là trà thanh. Ở đấy vị gì ấy? Đây là xoài các bạn ơi. Ờ, bạn biết này. Bạn đổi không? Đổi uống nước không? Không. Các bạn. Mà mình uống một thật ngon rồi. Lo bạn. Ngồi phước. Rồi. Khánh rất là may các bạn ạ. Khánh là có đọc uống nước các bạn ạ. Nhau lại bánh của Trung Quốc các bạn nhá. Mình còn ba. Rất là đơn giản. Ba cái bánh Trung Quốc bạn. Với hai lon Coca bạn nhá. Rồi. Cố lên. Nó có uống nước nhá. Wow. Quả là thành luôn. Ở sao đấy? Không sao ạ. Bạn đấy, các bạn ơi, Hậu ăn đấy, cái bánh này cũng đẳng cấp và cái này là to gần như bánh sinh nhật các bạn ạ. Cố lên. Ăn cái này quyết một lớp kem bên ngoài các bạn. Đấy, quyết lớp kem bên đấy, đây là vị gì đây? Đây là vị trà xanh anh ạ. Rồi, bông lan ba màu các bạn ạ. Cố quá lên. Các bạn có mình có gà khó uống không bạn? Đấy, của Hậu bánh bông lan ăn như nào đấy? Các bạn ơi, cái trứng muối này ăn nó cứ mặn mặn các bạn ạ, thăm khảm các bạn nhá. Khó ăn thôi. Đấy, ăn nó khó các ăn. Các bạn ơi, mình ăn thử quả trứng. Nó cũng có mùi tanh phết các bạn. Còn cái bông lan này thì ăn, mình thấy nó cũng giống mấy cái bông lan này thôi các bạn ạ. Nhưng mà mỗi cái trứng muối này mình ăn nước kiểu gì ấy. Rồi, cố lên. Cố lên bạn Hậu ơi.
Bạn cố lên để cho bạn Viễn ra đi. Khánh hết chưa? Chưa anh ơi, em có nửa non non nữa anh ạ. Chốt đi. Mình chưa chốt được các bạn. Rồi. Đúng rồi. Khánh nào mà mấy lon nước vậy? Hai lon Coca các bạn. Rồi, hai nước, ba Trung Quốc. Đến thời điểm mà Khánh mường là cũng no. Nói chung là Khánh may mắn đó bạn ạ. Nó hết cái hai đó bạn. Rồi. Các vị đâu? Cố lên. Ui. Rồi à, anh có ăn được thua đi anh ạ. Ơ, cho bạn Viễn vào bạn hậu ra hả? Ơ, trời các bạn. Rồi. Trời ơi. Chơi cái trứng muối. Các bạn ơi, mình thà cái trứng muối này khó ăn cực kỳ luôn các bạn ạ. Ăn nó cứ kiểu buồn lồn đấy các bạn ạ. Cháy nước mắt luôn. Rồi. Khả năng mình xin em xin thua anh ạ. Rồi, không ăn được. Thua đúng không? Em không ăn được cái trứng này. Rồi, thế ra ngoài đi. Viễn với Khánh chịu thua chưa? Chưa. Rồi, còn hai người, ai bốc trước đây? Em bốc trước đây. Rồi. Gì đấy? Bánh bông lan trà xanh. Rồi. Chữ dài các bạn, mình không biết ạ. Bông lan Trung Quốc các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, Viễn ơi. Thật sự mình rất là ngấy luôn. Bông lan trà xanh. Mình may phết các bạn, 4 vòng thì vào cái này các bạn nhá. Rồi, tè luôn, Khánh mày thế. Hôm nay mình này thắng tiếp rồi các bạn. Viễn ăn giờ này thế nào rồi? Em giờ em cảm thấy vừa no vừa ngấy nữa anh. Rồi. Mày các bạn nhá. Các Viễn... bạn, mình cứ hơi no các bạn. Khánh Mường mới đỏ toàn vào cái bé các bạn ạ. Đỏ cái gì? Hôm nay Khánh lại thắng các bạn nhỉ. Thắng được trà xanh. Cả nấy cả cái ba màu cũng có trà xanh luôn các bạn. Nhưng mà cái này ăn khô hơn cái vừa nãy bạn. Khô hơn. Thế à? Ăn ngon không? Không ngon anh ạ. Cố lên. Các bạn ăn một suốt bạn nha. Rồi. Khánh đã xong. Đưa, bạn tự đưa lên. Lấy thật sự ạ. Cố lên. Cố làm gì. Nếu không ăn được chịu thua nha. Mình biết là vòng này Viễn sẽ ra mà các bạn ạ. Không thể cố nổi luôn. Đấy, Khánh hôm nay là người chiến thắng rồi các bạn ạ. Yeah. Anh không rồi. Dê. Anh thua, anh không muốn rồi. Đừng mơ mất nữa rồi. Ờ, chịu thua đúng không? Thua. Ok. Đấy, hôm nay Khánh là người chiến thắng. Yeah.